Mình sẽ làm việc tại Nhật. Mình chọn thực tập tại Singapore. Cùng Đại học Đông Á tạo dựng con đường thành công. Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với chương trình ôn tập lớp 12 trên truyền hình, được phát sóng trên các kênh Đà Nẵng TV của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Trong chương trình hôm nay, cô sẽ giúp các em ôn tập một số kiến thức trong chương dòng điện xoay chiều, môn vật lý lớp 12. Kiến thức hôm nay chúng ta cùng ôn tập là các loại mạch điện xoay chiều. Nội dung bài học gồm 2 phần. Thứ nhất, cùng hệ thống lại một số các kiến thức trọng tâm. Thứ hai là một số các bài tập áp dụng. Sau đây chúng ta cùng đến với phần đầu tiên của bài học, cùng tóm tắt lại một số các lý thuyết. Cô xét một đoạn mạch xoay chiều bất kỳ. Giả sử biểu thức dòng điện trong mạch có dạng Y bằng I0 cos omega t, thì biểu thức điện áp hai đoạn mạch sẽ có dạng U bằng U0 cos omega t cộng phi, trong đó phi là độ lệch pha giữa U và Y. Các em có thể thấy các biểu thức trong mạch biến thiên tuần hoàn cùng một tần số góc omega. Vậy câu hỏi đặt ra là I0 và U0 có mối quan hệ với nhau như thế nào? Phi có giá trị bằng bao nhiêu? Để trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta cần phải biết chính xác loại mạch điện chúng ta đang xét chứa phần tử nào, cụ thể như sau. Như các em còn nhớ, trong sách giáo khoa, chúng ta sẽ học tổng cộng 4 loại mạch điện. Loại thứ nhất là mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R. Thứ hai là mạch điện xoay chiều chỉ có cụm cảm thuần có độ tự cảm L. Thứ ba, mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện có điện dung C. Và thứ tư, mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cụm cảm thuần L và tụ điện C ghép nối tiếp. Để ngắn gọn trong cách trình bày, cô sẽ gọi tắt các mạch điện đó như sau. Mạch điện chỉ có R, mạch điện chỉ có L, mạch điện chỉ có C và mạch điện RLC nối tiếp. Như các em đã biết, các phần tử này, mặc dù cho dòng điện xoay chiều đi qua, nhưng bản thân nó cũng cản trở một phần nào đó của dòng điện. Chúng ta cùng khảo sát thành phần cản trở đó trong từng loại mạch điện. Thứ nhất, đối với mạch điện chỉ có R, thành phần cản trở dòng điện chính là điện trở R. Thành phần cản trở dòng điện của cụm cảm có tên gọi là cảm kháng, ký hiệu là ZL và được tính bằng công thức omega nhân L. Thành phần cản trở dòng điện của tụ điện C có tên gọi là dung kháng, ký hiệu là ZC và có công thức tính là 1 chia C, 1 chia omega C. Thành phần cản trở dòng điện trong mạch điện RLC nối tiếp có tên gọi là tổng trở, ký hiệu là Z và được tính bằng công thức căn bậc 2 của R bình phương cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Tất cả các thành phần cản trở dòng điện này đều có chung đơn vị tính là ôm. Khi đó, những thành phần cản trở dòng điện này sẽ có một mối quan hệ với Y và U như câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt ra thông qua biểu thức của định luật ôm như sau. Trong mạch điện chỉ có R, biểu thức định luật ôm được viết Y bằng UR chia R. Với mạch điện chỉ có L, Y bằng UL chia ZL. Với mạch điện chỉ có C, Y bằng UC chia ZC. Và trong mạch điện RLC mắc nối tiếp Y bằng U chia Z. Các em lưu ý các biểu thức này đang được viết cho các đại lượng là các giá trị hiệu dụng của mạch. Trong quá trình làm bài tập, nếu cần thiết tính toán các giá trị cực đại thì biểu thức dành cho các giá trị cực đại cũng có dạng tương tự như các giá trị hiệu dụng. Cô lấy ví dụ trong mạch RLC, các em muốn tính I0, các em sẽ dùng công thức là U0 chia Z. Ở đây cô nhấn mạnh lại một lần nữa, định luật ôm luôn đúng cho các giá trị hiệu dụng và giá trị cực đại. Chúng ta qua phần tiếp theo, trả lời cho câu hỏi phi có giá trị như thế nào. Chúng ta cùng khảo sát độ lệch pha phi. Qua khảo sát từ thực nghiệm, ta thấy đối với mạch điện chỉ có R, UR và Y luôn đồng pha với nhau, nghĩa là ta có phi bằng 0. Với mạch điện chỉ có L thì UL sẽ sớm pha pi chia 2 so với Y, nghĩa là ta có phi bằng pi chia 2. Với mạch điện chỉ có C, ta có UC trễ pha pi chia 2 so với Y,
nghĩa là ta có phi bằng trừ pi chia 2. Trong mạch điện RLC nối tiếp, muốn biết phi có giá trị bằng bao nhiêu, các em sẽ áp dụng công thức tan phi bằng ZL trừ ZC chia R hoặc UL trừ UC chia UR. Giá trị của phi tính ra sẽ xảy ra 3 trường hợp. Thứ nhất, nếu phi dương, ta kết luận U sớm pha hơn Y. Thứ hai, nếu phi âm, ta kết luận U trễ pha so với Y. Và thứ ba, nếu phi bằng 0, ta kết luận U và Y cùng pha nhau. Các em thân mến, đối với một bài mạch điện xoay chiều bình thường, chúng ta có hai cách giải cơ bản. Một, chúng ta có thể dùng phương pháp đại số, là cách mà chúng ta áp dụng các công thức như cô vừa ôn tập lại. Thứ hai, chúng ta có thể giải bằng phương pháp hình học, nghĩa là chúng ta vẽ hình và tìm các đáp số từ trên hình. Với cách giải thứ hai, để vẽ được hình, các em cần phải có kiến thức về giãn đồ vector. Sau đây chúng ta cùng đến với phần tiếp theo là giãn đồ vector. Để vẽ giãn đồ vector, chúng ta sẽ chọn trục của dòng điện theo phương ngang làm gốc. Chiều dương tính phi là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Đối với mạch điện chỉ có R, vector UR luôn được vẽ cùng phương cùng chiều với vector Y. Trong mạch điện chỉ có L, vector UL được vẽ vuông góc và hướng lên trên. Trong mạch điện chỉ có C, vector UC sẽ được vẽ vuông góc và hướng xuống dưới. Với mạch điện RLC mắc nối tiếp, vì có cả 3 thành phần R, L và C nên chúng ta phải lần lượt vẽ cả 3 vector UR, UL và UC. Khi đó, vector U của mạch sẽ là tổng hợp vector của 3 vector này. Thông thường, trong 3 vector này, chúng ta nên chọn tổng hợp vector UL và UC trước vì chúng cùng phương. Sau khi có được vector ULC, chúng ta sẽ tổng hợp với vector UR theo quy tắc hình bình hành. Qua thực tế khảo sát các bài toán, khi tiến hành tìm U, chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là UL lớn hơn UC. Khi UL lớn hơn UC, thì vector ULC sẽ có phương và chiều theo vector UL. Khi các bạn tổng hợp ULC với UR theo quy tắc của hình bình hành, trong trường hợp này, hình bình hành của chúng ta chính là hình chữ nhật, thì vector U chính là đường chéo của hình chữ nhật đó. Sau khi tổng hợp, ta thấy vector U sẽ nằm trên vector Y, nghĩa là trong mạch phi của chúng ta, dương và U đang sớm pha hơn Y. Khi đó, chúng ta cũng có một nhận xét là ZL cũng sẽ lớn hơn ZC và ta kết luận mạch sẽ có tính cảm kháng. Ở trường hợp thứ hai, khi UL nhỏ hơn UC, thì vector ULC sẽ có phương và chiều theo vector UC. Khi tổng hợp ULC với UR, ta sẽ có vector U nằm dưới vector Y, nghĩa là phi của chúng ta sẽ mang giá trị âm và U sẽ trễ pha hơn so với Y. Đồng thời khi đó trong mạch, ZL đang nhỏ hơn ZC và ta kết luận mạch có tính dung kháng. Qua hình vẽ này, cô giới thiệu thêm cho chúng ta một công thức để các bạn có thể tính được U hai đầu mạch theo các U thành phần. Đó là U bằng căn bậc 2 của UR bình cộng UL trừ UC tất cả bình. Phần cuối cùng cô muốn giới thiệu với các em đó là hiện tượng cộng hưởng điện. Đây là một hiện tượng rất quan trọng trong các mạch điện xoay chiều. Qua bản tổng kết, các em có thể thấy hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra trong mạch RLC mắc nối tiếp. Điều kiện để hiện tượng xảy ra bắt buộc ZL phải bằng ZC. Thay công thức của ZL bằng L omega, thay công thức của ZC bằng 1 chia C omega, các em chuyển vế sẽ có kết quả omega bình phương nhân L nhân C bằng 1. Hoặc các em hay rút ra công thức để làm bài tập là omega bằng 1 chia căn LC. Từ điều kiện trên, chúng ta suy ra một số các hệ quả như sau. Khi ZL bằng ZC, chuyển vế chúng ta sẽ có ZL trừ ZC bằng 0. Thế kết quả này vào công thức tính tổng trở Z, các em sẽ tính ra được Z bằng R, khi đó Z đạt giá trị cực tiểu. Theo định luật ôm, khi tổng trở đạt giá trị cực tiểu, thì Y trong mạch sẽ đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại Y max đó sẽ được tính bằng công thức U chia R.
lại sử dụng kết quả ZL trừ ZC bằng 0 thế vào công thức tan phi, ngay lập tức ta sẽ có kết quả tan phi bằng 0 và suy ra được phi bằng 0. Như vậy, cô vừa ôn tập cho các em các kiến thức cơ bản về các loại mạch điện suy chiều. Tuy nhiên, những kiến thức này đang được áp dụng trong hai loại mạch mà các em có thể nhận thấy là mạch chỉ có một phần tử và mạch có ba phần tử ghép nối tiếp. Trong quá trình làm bài tập, các em có thể gặp một trường hợp là mạch điện chỉ có hai phần tử, thì chúng ta sẽ áp dụng công thức như thế nào? Thì ở đây, cách sử dụng là như sau. Các em sẽ phải nhớ công thức của mạch điện RLC ghép nối tiếp. Khi đó, đối với mạch chỉ có hai phần tử, nếu như khuyết phần tử nào, chúng ta sẽ thế những đại lượng tương ứng của phần tử đó là bằng 0. Ví dụ, chúng ta có một đoạn mạch chỉ gồm R và L, thì khi đó công thức tổng trở của mạch sẽ thế ZC bằng 0 và công thức tính tổng trở bây giờ sẽ là căn bậc 2 của R bình phương cộng ZL bình phương. Và các em có thể làm bài tập một cách bình thường. Sau đây, chúng ta cùng qua phần thứ hai của bài là một số các bài tập áp dụng. Cô giới thiệu dạng đầu tiên, đó là viết biểu thức U và Y. Đây là một dạng toán rất phổ biến trong các mạch điện xoay chiều. Đối với dạng toán này, về phương pháp, các em có thể thực hiện theo các bước như sau. Thứ nhất, chúng ta đi tính tổng trở của mạch Z bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Sau khi chúng ta đã tính được ZL bằng công thức omega nhân L và ZC bằng công thức 1 chia omega nhân C. Sau đó chúng ta đi tính các giá trị cực đại ở trong mạch từ biểu thức của định luật ôm hoặc suy ra từ định luật ôm. Thứ ba, chúng ta tìm độ lệch pha bằng công thức tan phi bằng ZL trừ ZC chia R hoặc UL trừ UC chia UR. Một số các bài toán khác các bạn có thể sử dụng tới giảng đồ vector để tìm được giá trị của phi. Các em có thể xem lại một lần nữa phương pháp giải của dạng này. Sau đây mời các em qua ví dụ đầu tiên. Ví dụ số 1, chúng ta có đề như sau. Đặt một điện áp xoay chiều U bằng 220 căn 2, cốt 100 BT, đơn vị tính là vôn. Vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R bằng 100 ohm. Tụ điện có điện dung C bằng 10 mũ trừ 4 chia 2 pi farad và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L bằng 1 chia pi henry. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là chúng ta có 4 phương án để lựa chọn. A. Y bằng 2,2 cốt 100 BT cộng pi chia 4. B. Y bằng 2,2 căn 2 cốt 100 BT cộng pi chia 4. C. Y bằng 2,2 cốt 100 BT trừ pi chia 4. Và D. Y bằng 2,2 căn 2 cốt 100 BT trừ pi chia 4. Tất cả các đáp án đều tính bằng đơn vị ampe. Đầu tiên, các em nhận thấy đề của chúng ta có đủ 3 phần tử R, L, C với các giá trị tường minh là R bằng 100 ohm, C bằng 10 mũ trừ 4 chia 2 pi farad và L bằng 1 chia pi henry. Đề cho biểu thức điện áp hai đầu mạch có biểu thức là U bằng 220 căn 2 cốt 100 BT, đơn vị tính là vôn. Yêu cầu của đề là chúng ta phải đi tìm biểu thức cường độ dòng điện trong mạch, đơn vị tính là ampe. Sau khi phân tích đề, chúng ta có thể tóm tắt lại đề với các dữ kiện như thế này. Với phương pháp cô đã trình bày hồi nãy, các em có thể dễ dàng giải nhanh bài toán này và tìm ra được đáp số. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tính ZL bằng công thức L nhân omega. Thế số L bằng 1 chia pi. Omega là 100 pi được rút ra từ biểu thức điện áp hai đầu mạch trong đề đã cho. Các em có thể tính nhẩm, kết quả là 100 ohm. Thứ hai, chúng ta đi tính ZC bằng công thức 1 chia C omega. Chúng ta thế số C là 10 mũ trừ 4 chia 2 pi. Omega là 100 pi. Tính toán, các em sẽ có kết quả là 200 ohm. Tiếp theo, chúng ta đi tính tổng trở của mạch bằng công thức Z bằng căn bậc 2 R bình phương cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Thế số tương ứng ta có 100 bình phương cộng 100 trừ 200 tất cả bình phương.
Kết quả của chúng ta ở phép tính này là 100 căn 2 ôm. Tiếp theo, áp dụng định luật ôm cho giá trị cực đại. Ta có Y0 bằng U0 chia Z. Ta thay U0 là 220 căn 2 được lấy ra từ biểu thức hai đầu mạch đề cho. Z là 100 căn 2 vừa tính được. Ta có kết quả 2,2 ampe. Phép tính tiếp theo, chúng ta đi tính độ lệch pha phi trong mạch qua công thức tan phi bằng ZL trừ ZC chia R. Thế số chúng ta có 100 trừ 200 chia 100 và kết quả bằng trừ 1. Ngay lập tức chúng ta sẽ suy ra được phi bằng trừ pi chia 4 đơn vị tính radian. Ở đây ta có kết quả phi âm, nghĩa là y trong mạch sẽ sớm pha pi chia 4 so với u. Khi y sớm pha pi chia 4 so với u thì để tìm pha ban đầu của y, chúng ta sẽ lấy pha ban đầu của u cộng thêm một lượng là pi chia 4 và chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là y bằng 2,2 cos 100 pi t cộng pi chia 4 và đơn vị tính là ampe. Như vậy, đối với đề của ví dụ số 1, sau khi tính ra được kết quả thì các bạn có thể chọn được đáp án ở đây là đáp án A. Chúng ta cùng đến ví dụ 2 của dạng 1. Đề cho như sau: đặt một điện áp xoay chiều U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần R bằng 100 ohm, hệ số tự cảm L bằng 1 chia pi Henry và một tụ điện có điện dung C bằng 10 mũ trừ 4 chia 2 pi farad. Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây là U dây bằng 200 cos 100 pi t cộng pi chia 3, đơn vị tính là volt. Điện áp U đặt vào hai đầu mạch có biểu thức. Chúng ta có 4 phương án để lựa chọn. Phương án A, U bằng 200 cos 100 pi t trừ 2 pi chia 3. Phương án B, U bằng 200 căn 2 cos 100 pi t. Phương án C, U bằng 200 cos 100 pi t trừ pi chia 6. Và phương án D, U bằng 200 căn 2 cos 100 pi t trừ pi chia 3. Tất cả các phương án đều có đơn vị là volt. Các em có thể đọc lại đề một lần nữa. Sau đây chúng ta cùng phân tích đề. Khi đọc vào đề, sẽ có một số các bạn hoang mang vì trong đề cho dữ kiện cuộn dây có điện trở. Trong khi ở phần lý thuyết, chúng ta ôn tập cuộn dây ở đây là thuần cảm. Để đơn giản hóa vấn đề, các bạn có thể nhìn đề dưới góc độ như sau. Mạch của chúng ta vẫn có đầy đủ 3 phần tử R, L và C. Trong đó R bằng 100 ohm, L bằng 1 chia pi Henry và C bằng 10 mũ trừ 4 chia 2 pi farad. Đề có cho biểu thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây. Như vậy chúng ta hiểu cuộn dây ở đây nó là một đoạn mạch nhỏ trong đoạn mạch lớn mà gồm hai phần tử được tạo thành, đó là R và L. Khi đó muốn truy hồi các công thức của cuộn dây, các bạn có thể nhớ lại chú ý trong phần lý thuyết. Chúng ta sẽ áp dụng công thức như mạch RLC bình thường. Khuyết phần tử nào thì những đại lượng tương ứng của phần tử đó sẽ được thế là bằng không. Như vậy các em có thể giải bài tập một cách bình thường. Đề ở đây yêu cầu chúng ta viết biểu thức điện áp U hai đầu mạch. Chúng ta có thể tóm tắt lại dữ kiện đề như sau. Với ví dụ 2 thì bài giải cũng tương tự như ví dụ 1. Đầu tiên chúng ta sẽ vẫn đi tính các kết quả của ZL và ZC. Trong đó ZL được tính bằng công thức L omega. Các bạn thấy L bằng 1 chia pi, omega là 100 pi được rút ra từ biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây. Thế số chúng ta có kết quả ZL bằng 100 ohm. ZC được tính bằng công thức 1 chia C omega. Thế số chúng ta có 1 chia 10 mũ trừ 4 chia 2 pi nhân 100 pi và kết quả là 200 ohm. Tiếp theo chúng ta tính tổng trở của mạch. Z bằng căn bậc 2 của R bình phương cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Thế số chúng ta có kết quả sẽ là 100 căn 2 ohm. Tiếp theo chúng ta đi tính tổng trở của cuộn dây, ký hiệu là Z dây. Tổng trở của cuộn dây được tính bằng công thức căn bậc 2 của R bình phương cộng ZL bình phương. Thế số các bạn sẽ có kết quả là 100 căn 2 ohm. Sau khi tính xong Z và Z dây, các em dễ dàng rút ra một nhận xét, đó là tổng trở của mạch bằng tổng trở của cuộn dây.
Theo tính chất của mạch điện nối tiếp, Y chạy qua các thiết bị sẽ bằng nhau. Lúc đó, theo định luật Ohm, khi Z bằng nhau, chúng ta dễ dàng suy ra được U cũng bằng nhau. Như vậy, chúng ta có thể tính được U0 của mạch thông qua U0 của dây và có đáp số là 200V. Tiếp theo, chúng ta đi tính độ lệch pha của mạch. Qua công thức tan phi bằng ZL trừ ZC chia R, thế số 100 trừ 200 trên 100, kết quả bằng trừ 1. Các em dễ dàng suy ra được phi bằng trừ pi chia 4. Kết quả phi của chúng ta ở đây âm, cho nên chúng ta có thể kết luận U trong mạch đang trễ pha hơn Y một góc là pi chia 4. Tiếp theo, chúng ta đi tính phi của dây. Phi của dây các bạn cũng tính tương tự như công thức tan phi của mạch, tuy nhiên ở đây không có thành phần ZC, thì công thức tan phi của dây sẽ được tính là ZL chia R. Thế số chúng ta có 100 chia 100 và kết quả là bằng 1. Từ đó các em sẽ rút ra được phi dây là bằng pi chia cho 4 radian. Chúng ta có kết luận U dây sớm pha hơn Y một góc là pi chia cho 4. Ở đây các em có thể sử dụng giản đồ vector để tưởng tượng mối quan hệ pha giữa U và U dây. Nếu như chúng ta xem pha của dòng điện là nằm theo phương ngang, thì khi U trễ pha hơn Y một góc là pi chia cho 4 thì vector U của chúng ta sẽ nằm ở dưới Y. Còn U dây sớm pha hơn Y một góc là pi chia cho 4 thì U dây của chúng ta sẽ nằm trên Y một góc là pi chia cho 4. Như vậy khi đó U của chúng ta sẽ nằm ở dưới U dây một góc, tổng cộng là pi chia cho 4 cộng pi chia cho 4 là kết quả là pi chia cho 2. Khi đó cô sẽ có kết quả ở đây là U sẽ trễ pha hơn U dây một góc, đó là pi chia cho 2. Thì để tính được pha của U, chúng ta sẽ lấy pha của dây trừ bớt đi một lượng là pi chia cho 2, thì chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là U bằng 200 cos 100 pi t cộng pi chia cho 3 trừ pi chia cho 2, và kết quả là 200 cos 100 pi t trừ pi chia 6, đơn vị tính là volt. Các em có thể nhìn lại tổng thể toàn bộ bài giải của ví dụ 2. Khi đó chúng ta sẽ chọn được phương án cuối cùng của ví dụ 2 ở đây là đáp án C. Ở dạng 1, cô xin giới thiệu với các em hai ví dụ, đó là ví dụ 1 và ví dụ 2. Qua hai ví dụ vừa giải xong, các em có thể thấy đối với dạng toán này, khi đề yêu cầu thành lập một biểu thức nào đó thì bài giải của các em sẽ gồm có hai phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm các đại lượng cực đại của mạch điện, có thể là tìm Y0 hoặc là U0. Thông thường thì những đại lượng cực đại này sẽ được tính thông qua định luật Ohm hoặc được suy ra từ định luật Ohm sau khi chúng ta đã tính được tổng trở của mạch. Phần thứ hai, chúng ta sẽ đi tính pha ban đầu của biểu thức bằng cách là các em phải tính được độ lệch pha của các đại lượng đó và các em suy ra pha ban đầu. Như vậy, chúng ta vừa hoàn thành xong dạng bài tập thứ nhất. Như cô đã giới thiệu, một hiện tượng rất quan trọng trong các mạch điện xoay chiều đó chính là hiện tượng cộng hưởng. Như vậy, nếu như thực thiếu sót, nếu như chúng ta không xét tới dạng bài tập này, các em cùng qua dạng thứ hai. Các bài toán liên quan tới hiện tượng cộng hưởng. Phương pháp giải của dạng toán này như sau. Chúng ta sẽ dựa vào các dấu hiệu nhận biết của hiện tượng cộng hưởng như cô đã giới thiệu trong lý thuyết. Đó là ZL bằng ZC. Chúng ta có kết quả là omega bình phương nhân L nhân C bằng 1 hoặc omega bằng 1 chia căn LC. Một số các hệ quả đã rút ra đó là Z min và bằng R, Y max bằng U chia R. Ngoài ra cô sẽ giới thiệu thêm hệ quả thứ hai, đó là UL bằng UC. Như đã nói, mạch chúng ta khảo sát là mạch RLC ghép nối tiếp. Khi ZL bằng ZC thì ngay lập tức chúng ta sẽ có UL bằng UC. Và thế vào công thức U2 đồng mạch thì chúng ta sẽ có UR khi đó sẽ đạt giá trị cực đại và bằng luôn điện áp hiệu dụng hai đầu mạch. Kết quả thứ ba này cô đã giới thiệu trong phần lý thuyết. Chúng ta có tan phi bằng 0 và suy ra phi bằng 0. Khi phi bằng 0, chúng ta sẽ có được kết quả là U và Y sẽ cùng pha với nhau. Bình thường thì bản thân UR cũng cùng pha so với Y, cho nên chúng ta sẽ có luôn U, Y và UR cùng pha với nhau. Ngoài ra,
cô sẽ giới thiệu thêm cho các em hai kết quả mà các em cũng có thể gặp trong hiện tượng cộng hưởng, đó là UL sẽ sớm pha BG2 so với U và UC sẽ trễ pha BG2 so với U khi hiện tượng cộng hưởng xảy ra. Các em cũng có thể xem đây là các cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết được hiện tượng cộng hưởng trong các bài tập. Sau khi đã nắm vững được phương pháp, chúng ta cùng đi đến ví dụ số 3. Chúng ta có đề như sau. Đặt một điện áp xoay chiều U bằng U căn 2, cốt 2πft, đơn vị tính là volt, vào hai đầu một đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần R khác không, cuộn dây thuần cảm và có độ từ cảm L bằng 5G3πH. Tụ điện có điện dung C bằng 10 mũ trừ 3 chia 24 bi farad. Khi điện áp giữa hai bản tụ lệch pha BG2 so với điện áp hai đầu mạch thì tần số của dòng điện là. Chúng ta có 4 phương án để lựa chọn. Phương án A 50Hz, phương án B 60Hz, phương án C 100Hz và phương án D 120Hz. Chúng ta cùng phân tích lại bài toán. Ở đây cô có một mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử R, L, C ghép nối tiếp. Trong đó điều kiện của R ở đây là khác không, cuộn cảm là thuần và có giá trị L là bằng 5G3πH. Tụ điện có điện dung C là 10 mũ trừ 3 chia 24 bi farad. Có một dữ kiện rất quan trọng trong đề mà các em cần phải lưu ý, đó là điện áp giữa hai bản tụ lệch pha BG2 so với điện áp hai đầu mạch. Câu hỏi của đề là tính tần số của dòng điện. Chúng ta có thể tóm tắt lại các dữ kiện. Các em có thể theo dõi lại các dữ kiện của đề theo bảng bên trái màn hình. Đề cho UC lệch pha BG2 so với U. Khi UC lệch pha BG2 so với U cũng đồng nghĩa U và Y trong mạch sẽ đồng pha với nhau, có nghĩa là trong mạch đang có hiện tượng cộng hưởng. Khi mạch có hiện tượng cộng hưởng thì các em có thể áp dụng công thức hồi nãy chúng ta đã rút ra được, đó là omega bằng 1 chi căn LC. Các bạn áp dụng công thức omega bằng 2 pi nhân F, chúng ta rút ra được F bằng 1 chi 2 pi căn LC. Thế số cô có biểu thức là 1 phần 2 pi căn bậc 2 của 5 trên 3 pi nhân cho 10 mũ trừ 3 trên 24 pi. Các em có thể sử dụng máy tính để bấm hoặc tính nhẩm. Chúng ta có kết quả là 60Hz. Như vậy, đối với ví dụ 3 này, đáp án mà chúng ta sẽ chọn đó là đáp án B, 60Hz. Mời các em qua ví dụ số 4. Đề của ví dụ số 4 như sau. Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50Hz, vào hai đầu một đoạn mạch ghép nối tiếp gồm điện trở thuần R 30 ohm, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0.4 GbH và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng. Chúng ta có 4 phương án để lựa chọn. Phương án A 250V, phương án B 100V, phương án C 160V và phương án D 150V. Chúng ta phân tích đề. Mạch điện của chúng ta gồm đầy đủ 3 phần tử R, L và C, trong đó R bằng 30 ohm, L là 0.4 GbH và C là giá trị thay đổi được. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị là 120V và tần số là 50Hz. Ở đây khi C thay đổi, người ta điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại, tức là ULmax. Bài toán yêu cầu chúng ta tính giá trị ULmax. Cô tóm tắt lại các dữ kiện. Đầu tiên, chúng ta có thể dễ dàng tính được giá trị của ZL bằng L nhân omega. Trong đó L đề đã cho là 0.4 GbH. Omega các em có thể tính nhanh bằng công thức là 2πf. Chúng ta thế f là bằng 50Hz thì kết quả ZL tính được là 40 ohm. Chúng ta quay trở lại dữ kiện của đề. Đề yêu cầu chúng ta khảo sát UL. Chúng ta có lập luận như sau. UL sẽ được tính bằng công thức Y nhân ZL.
Vì ZL không đổi và bằng 40 ohm chúng ta vừa tính được, nên lúc đó muốn UL max khi và chỉ khi I max. Mà khi I max có nghĩa là trong mạch sẽ xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Khi đó các em có thể áp dụng công thức của hiện tượng cộng hưởng I max là bằng U chia cho R. Thế số chúng ta có biểu thức là 120 chia 30 và bằng 4 ampe. Sau khi đã tính được I max và ZL thì chúng ta dễ dàng suy ra được UL max sẽ được tính bằng công thức là I max nhân ZL, và thế số chúng ta sẽ có kết quả là 160V. Như vậy ở ví dụ số 4 này, sau khi tính ra được kết quả là 160V thì đáp án mà chúng ta sẽ chọn ở đây chính là đáp án C. Tiếp theo chúng ta cùng qua ví dụ 5 của dạng 2. Cô có đề như sau: một đoạn mạch gồm một cụm cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C và điện trở R mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức U nhỏ bằng U0 cos omega T, đơn vị tính là volt. Biết R, L, C và U0 không đổi, omega thay đổi được. Khi tần số gốc của dòng điện là omega 0 thì cảm kháng và dung kháng có giá trị lần lượt là 60 ohm và 15 ohm. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R đạt giá trị cực đại thì ta phải thay đổi tần số gốc của dòng điện đến giá trị bằng. Chúng ta có 4 phương án để lựa chọn: A. 2 omega 0, B. omega 0, C. 4 omega 0 và D. 0,5 omega 0. Đọc qua đề các em có thể nhận thấy đề của chúng ta có đủ 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Trong đó các giá trị R, L, C là không đổi. Đặt một điện áp U vào hai đầu mạch điện R, L, C mắc nối tiếp này. Với U0 không đổi nhưng omega là thay đổi. Thì khi omega thay đổi chúng ta có hai dữ kiện quan trọng mà các em cần phải xét tới. Dữ kiện thứ nhất, khi omega thay đổi đến giá trị omega 0, đề cho chúng ta giá trị cảm kháng và dung kháng, tức là ZL và ZC khi đó tương ứng là ZL bằng 60 ohm và ZC là bằng 15 ohm. Ở dữ kiện thứ hai, khi omega thay đổi tới một cái giá trị là omega nào đó thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu điện trở R đạt giá trị cực đại và đề yêu cầu chúng ta tìm giá trị omega để xảy ra điều đó. Chúng ta có thể tóm tắt lại các dữ kiện đề như trên. Chúng ta cùng phân tích dữ kiện thứ nhất. Khi omega bằng omega 0, chúng ta có ZL là 60 ohm và ZC là bằng 15 ohm. Bằng một phép so sánh, các em dễ dàng có được ZL bằng 4 lần ZC. Chúng ta thay công thức của ZL là L nhân omega 0. Thay công thức của ZC là 1 chia C omega 0. Chuyển vế, các em sẽ có được kết quả omega 0 bình phương nhân L nhân C bằng 4. Cô đặt đây là kết quả số 1. Ở dữ kiện thứ 2 của đề, khi omega bằng omega 1, khi UR đạt giá trị cực đại, đây là một dấu hiệu để chúng ta suy ra được mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Khi mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng, chúng ta áp dụng ngay kết quả omega 1 bình phương nhân L nhân C là bằng 1. Cô đặt đây là kết quả số 2. So sánh hai kết quả 1 và 2, các em dễ dàng rút ra được kết quả sau cùng là omega 0 bằng 2 lần omega 1 hay omega 1 bằng 0,5 omega 0. Đối chiếu lại với câu hỏi và các phương án trả lời, ngay lập tức các em sẽ chọn được đáp án ở đây là câu D. Như vậy, cô vừa giới thiệu với các em 3 ví dụ của dạng 2. Đối với dạng 2, thực ra phương pháp giải rất đơn giản, đó là các em phải nhận diện được các dấu hiệu của hiện tượng cộng hưởng. Khi các em đã nhận diện được dấu hiệu đó, thì các em có thể sử dụng các hệ quả của hiện tượng cộng hưởng để làm bài. Và đó chính là phương pháp của chúng ta ở dạng 2 này. Phần cuối của bài, mời các em đến với bài toán liên quan tới độ lệch pha. Với bài toán liên quan tới độ lệch pha, chúng ta sẽ có hai khả năng xảy ra. Nếu như
đều yêu cầu xét độ lệch pha giữa U và Y. Chúng ta sẽ dùng công thức tan phi bằng ZL trừ ZC chia R hoặc UL trừ UC chia UR. Trong đó, kết quả của phi sẽ có 3 trường hợp như đã trình bày trong lý thuyết, đó là phi dương, ta kết luận U sớm pha so với Y. Phi âm, ta có U trễ pha so với Y. Và khi phi bằng 0, ta có U và Y cùng pha. Khả năng thứ hai, khi đề yêu cầu xét độ lệch pha giữa các hiệu điện thế. Trên các điểm bất kỳ của đoạn mạch thì ta sẽ sử dụng giãn đồ vector. Đây là phương pháp của dạng 3. Chúng ta sẽ áp dụng phương pháp này vào ví dụ số 6. Đề cho như sau. Đặt một điện áp xoay chiều U nhỏ bằng U0 cos 100BT cộng B chia 4, đơn vị tính là volt. Trong đó U0 là không đổi. Vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R bằng 100 ohm. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L là 1 GBH và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Để điện áp tức thời hai đầu cuộn dây sớm pha 3B chia 4 so với điện áp hai đầu mạch thì phải điều chỉnh điện dung C của tụ điện đến giá trị. Chúng ta có 4 phương án để lựa chọn. A. 10 mũ trừ 4 chia 2B farad. B. 2 nhân 10 mũ trừ 4 chia B farad. C. 10 mũ trừ 4 chia B farad. Và D. 3 nhân 10 mũ trừ 4 chia 2B farad. Chúng ta cùng phân tích lại đề. Mạch điện đề cho có đủ 3 phần tử R, L và C. Trong đó R là 100 ohm, L là 1 GBH. Còn tụ điện C có giá trị C thay đổi được. Điện áp đặt vào hai đầu mạch có biểu thức U bằng U0 cos 100BT cộng B chia 4. Trong đó U0 là không đổi. Chúng ta điều chỉnh điện dung C của tụ điện thay đổi cho đến khi điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn dây sẽ sớm pha 3B chia 4 so với điện áp hai đầu mạch. Để yêu cầu chúng ta tính giá trị điện dung C khi đó. Chúng ta có thể tóm tắt các dữ kiện của đề như sau. Chúng ta có biểu thức hai đầu mạch, có giá trị của R, giá trị của L. C sẽ thay đổi để UL sớm pha hơn 3B chia 4 so với U. Đầu tiên, với những dữ kiện đề cho, các em dễ dàng có thể tìm được ZL bằng L omega, thế số L là 1 GB, omega là 100 bi được lấy ra từ biểu thức điện áp hai đầu mạch. Chúng ta có kết quả là 100 ohm. Chúng ta cùng phân tích dữ kiện của đề. UL sớm pha 3B chia 4 so với U. Bình thường như các em biết, UL sẽ luôn sớm pha B chia 2 so với Y. Nếu như bây giờ UL sẽ sớm pha 3B chia 4 so với U, thì từ giãn đồ vector các em có thể suy ra được U trễ pha B chia 4 so với Y. Nghĩa là lúc đó phi sẽ bằng trừ B chia 4 radian. Khi chúng ta có phi thì ngay lập tức sử dụng công thức tan phi bằng ZL trừ ZC chia R. Thế kết quả của phi, ZL và R, các em sẽ tính được kết quả của ZC là 200 ohm. Sau khi tính được ZC là 200 ohm, áp dụng công thức của ZC bằng 1 chia C omega, các em sẽ rút ra được công thức tính C bằng 1 chia omega nhân ZC. Chúng ta thấy kết quả của ZC là 200 ohm vừa tính được, omega là 100 bi, thì các em sẽ có kết quả là 10 mũ trừ 4 chia 2 bi farad. Ở đây cô lưu ý các em, khi tính ZC, các em không nhất thiết phải sử dụng máy tính bấm mới ra kết quả. Các em có thể tính nhẩm như sau. Chúng ta xem 200 là kết quả của 2 nhân cho 100. Sau đó chúng ta lấy 100 nhân với 100, chúng ta sẽ có 10 mũ 4 và đưa 10 mũ 4 này lên chính tử, kết quả sẽ là 10 mũ trừ 4. Còn ở dưới mẫu là kết quả của 2 nhân cho bi. Và đáp số của chúng ta là 10 mũ trừ 4 chia 2 bi farad. Sau khi đã tính ra được kết quả của C, đối chiếu lại đề của ví dụ số 6, chúng ta sẽ chọn được đáp án cho ví dụ này là đáp án A. Như vậy, cô và các em vừa ôn tập xong nội dung kiến thức các loại mạch điện xoay chiều. Hẹn gặp lại các em trong buổi phát sóng tiếp theo vào thứ 6 tuần sau.
lúc 9 giờ 45 phút ngày 27 tháng 3 năm 2020 với nội dung ôn tập về kiến thức, công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Chúc các em có một buổi học tốt.